không thể mạo hiểm vượt sóng lớn lên các nhà giàn DK1 ở khu vực Bãi Tư Chính và Phúc Nguyên để chúc Tết trực tiếp cán bộ chiến sĩ, nhưng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2, Hải quân và các phóng viên báo đài vẫn có cách để trao gửi những lời thăm hỏi, dặn dò, động viên yêu thương nhất đến các anh nơi đầu sóng ngọn gió đang ngày đêm canh giữ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thêm lục địa phía nam của đất nước. Chiếc tàu vận tải quân sự Trường Sa 21 chở theo đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng 30 phóng viên báo đài cả nước chỉ cách chân các nhà giàn DK1 chừng 50m nhưng không thể tiếp cận gần hơn để lên nhà giàn vì sóng to gió lớn. Vì vậy, những lời chúc Tết được thực hiện ngay tại khoang lái tàu. Bộ đàm là thiết bị duy nhất để kết nối tín hiệu với nhà giàn. Âm thanh dù không trong trẻo nhưng cũng đủ để hai bên trao gửi những dặn dò, động viên nhau dịp Tết đến xuân về. Thông qua bộ đàm này, thay mặt Bộ Tư lệnh Vùng 2 và đoàn công tác, chúc các đồng chí đón mùa xuân mới tràn đầy hy vọng, vui xuân không quên nhiệm vụ, luôn tin tưởng vào sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự yêu thương đùm bọc của nhân dân. Chúng ta luôn tự hào là người chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, mang phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân. Dù khó khăn gian khổ, dù muôn trùng sóng gió, nhưng chúng ta đã, đang và sẽ là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa mặt cho cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK14, tôi xin tiếp thu lĩnh hội toàn bộ các ý kiến chỉ đạo căn dặn của đội trưởng và các đồng chí trong đoàn công tác, cũng như những tình cảm của đội trưởng và đoàn công tác dành cho cán bộ chiến sĩ nhà giàn, và xin hứa với đội trưởng và đoàn công tác rằng cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK14 sẽ luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền, vũ trụ, vùng biển, để nhiều địa thiêng liêng của Tổ quốc. Muốn lên để ăn cùng các đồng chí một bữa cơm. Nhiều phóng viên báo đài không kìm nén nỗi cảm xúc. Lần đầu tiên họ được đặt chân lên vùng biển thuộc thềm lục địa phía nam thiêng liêng của Tổ quốc, nơi có những công trình dịch vụ, kinh tế, khoa học, kỹ thuật sừng sững, vững chãi giữa biển khơi, nơi có các cán bộ chiến sĩ hải quân can trường, chắc tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Thì thông qua bộ đàm thì tôi đại diện các anh em phóng viên báo đài trung ương và địa phương gửi lời chúc năm mến, năm mới đến cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 15. Năm mới nhiều sức khỏe, luôn vững tay súng hoàn thành nhiệm vụ. Trao gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn DK1 dịp Tết đến xuân về, như tiếp thêm ý chí, sức mạnh để các anh phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nơi đầu sóng ngọn gió. Đoàn công tác trên tàu Trường Sa 21 cũng như quân và dân trong đất liền luôn nhớ và hướng về DK1, nơi có những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc thân yêu.